Hôm nay Thanh Đồng nói về căn cửu huyền. Có bạn hỏi Thanh Đồng làm về căn cửu huyền và một video clip riêng. Tại vì câu hỏi này trước đó, các cái vấn đáp tâm linh nè, các cái câu trả lời trực tiếp thì Thanh Đồng có trả lời rồi. Nhưng mà hôm nay Thanh Đồng làm một video clip riêng về căn cửu huyền cho quý vị. Biểu hiện như thế nào để nói rằng một người nào đó có căn cửu huyền? Thứ nhất, trong giấc mơ của người ta hay đi đến một nơi đồng không rộng lớn, núi cao, hoặc là trên giữa núi cao, trong giữa đồng không có một cái ngôi nhà, một cái ngôi đình, một cái chỗ thờ rất là lớn mà nhìn cổ xưa lắm. Thứ hai nữa là họ rất là thường gặp người âm đã mất ở một cái nơi trang nghiêm, rất là trang nghiêm, ở nơi có nhang khói như là cái bệ thờ ở trần gian vậy đó. Thứ ba là điều rất là quan trọng, trên người của họ thường hay có một luồng điện chạy. Luồng điện ấy có thể là tê tê rần rần ở vị trí lưng nè, mặt, đặc biệt nhất là lưng và mặt. Luồng điện ấy có thể kéo dài đến tận cổ, nhưng thông thường nhất là mặt. Mặt bên trái nha, và lưng. Họ khi mà gặp thân tộc cô chú anh chị trong dòng họ của mình mà khổ, nghèo hoặc là gặp cảnh bi thương, lòng thấy thương và dâng trào cảm xúc, mình gặp cái mình muốn trào nước mắt, mình thấy mình thương gì đâu, như là mình gặp cái người con cháu của mình khổ quá mà mình muốn vớt cho người ta hết khổ mà chưa được, tuổi mà thương rồi trào nước mắt vậy đó. Một điều chắc chắn nha, chắc chắn sẽ có, họ rất tôn kính phần thờ tự ông bà tổ tiên, họ có một lòng hiếu thảo rất là lớn ở trong tâm lòng của họ. Một cái biểu trưng rõ nét mà các cô các cậu mà đã cho về xác trần con cháu rồi đó, họ hay bật dậy nửa đêm khóc bất tử, đang ngủ bật dậy ngồi khóc tầm tã. Đó là những biểu hiện của người có phần căn cửu huyền. Còn căn cửu huyền là gì? Quý vị nên phân biệt rõ, vữa là căn cửu huyền là một anh linh, một vong linh thuộc một đẳng cấp khác, với lại là một phần vong hồn trong tộc họ đang còn chịu tội chịu phạt. Căn cửu huyền là họ được đi theo bề trên, người lớn hầu tâu, ở dưới cũng có ấn sắc riêng của họ, chỉ là cái ấn sắc đó nó lớn hay không là tùy thuộc vào phước chú phép rồi ở trên cho. Thanh Đồng nói về một phạm trù trong gốc căn cửu huyền thôi, còn cái lớn hơn nữa Thanh Đồng không nói được vì lộ thiên cơ nhiều bị phạt. Khi mà còn sống á, những cái người này họ có một cái tế thế độ nhân phát dương dòng tộc, rồi khi mà các cô các cậu mà còn nhỏ của mình bị chết yểu đó, thì họ về họ hầu hầu quan lớn, hầu ông lớn trong tộc họ, họ được cho phép về độ xác cháu, và đồng thời họ cũng có cái kiếp căn phần làm thầy. Cái nghiệp thầy mà âm nặng á thì họ phải mắc ba cái âm nặng: một, chết yểu; hai, nghèo thanh bần; ba là ế đơn chiếc đơn lẻ. Nhưng mà điều đó không có nghĩa ai làm thầy cũng mắc cái này. Chỉ có những người làm thầy mắc cái nghiệp âm nặng thì người ta phải vướng vô ba cái cơ mạng này. Rồi, quý vị sẽ thắc mắc, chết rồi, chết yểu rồi làm sao làm thầy, đúng không? Thì họ có cái số làm thầy, nhưng mà họ mắc cái nghiệp âm nặng là họ chết yểu rồi. Họ về đường âm, họ được theo gốc cửu huyền hầu tâu tu tập. Nhưng mà họ có cái duyên làm thầy thì họ về đường trần, họ mượn xác con cháu, họ ra mặt họ làm thầy. Thì trường hợp này là quý vị thấy mà ai rơ vô là nửa đêm bật dậy ngồi khóc 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 gì mà tuổi chưa độ được cháu con của mình là cái thứ nhất, tuổi thân là cái thứ hai, tuổi bóng là cái thứ ba. Thêm một phần nữa là đời con cháu tộc họ mà họ có phước, có ẩn huệ, có chánh căn riêng á, thì cũng được các phần căn trong tộc quyền soi chiếu đến, họ vừa trợ duyên cho mình để mà làm cái phước, làm cái phẩm hạnh để chuyển sanh về thắng cảnh tốt đẹp hơn. Tuy nhiên thì thường những người có duyên căn với cửu huyền đều là những người có một cái tình thương gia tộc, tình hiếu thảo, muốn cứu giúp cho gia tộc phát dương quang đại rất lớn và rất sâu sắc.
Ở đây Thanh Đồng muốn quý vị phân biệt rõ giữa phần căn trong cửu huyền là các anh linh, các vong linh thuộc đẳng cấp cao, là được tâu, được hầu, được thi học, có phước, có phẩm, có hạnh, có căn mệnh, có căn số. Nó khác biệt với lại một vong linh tầm thường trong tộc họ. Quý vị hiểu không ha? Thuộc một đẳng cấp rất khác. Ở đây Thanh Đồng không có tiện nói ra vì lộ nhiều quá Thanh Đồng bị phạt, nhưng mà cũng kính trình nói một số chính yếu quan trọng đủ hiểu cho chúng ta biết được. Rồi cái nhiệm vụ của cái phần căn trong cửu huyền là gì? Đường âm, về đường âm, nhiệm vụ của phần căn trong cửu huyền là họ trấn giữ con đường cho tộc họ, cho con cháu. Đại diện nhất là đường gì? Đường bổn mạng. Cái đường bổn mạng của quý vị á, là do phần bên gốc cửu huyền nắm giữ một phần rất lớn, tác động một phần rất lớn, và đôi khi là quyền sinh sát nằm trong tay ông trưởng tộc cửu huyền luôn. Cái thứ hai là họ giữ cho đời con cháu họ là cung tài lộc nè, cung bổn mạng, cung hôn nhân, rất nhiều thứ khác luôn. Họ theo, họ độ cho dòng tộc. Thành ra là khi mà họ gặp những cái cảnh đời trong dòng tộc mà khổ mà nghèo, họ thường cảm động mà rưng rưng nước mắt. Chắc chắn một người có căn cửu huyền mà gặp người trong tộc họ mình khổ, họ sẽ trào nước mắt. Mà cái khóc đó là cái khóc của tình thương, của không dớt nổi, của tủi vì chưa dớt được con cháu, vì thấy đời con cháu còn khổ quá. Mà đa phần á, cái đường trần gian của mình thì không có hiểu. Mình không có hiểu được là các phần căn trong tộc họ, trong cửu huyền của mình, trên đó thì họ đang tu đạo, đang tâu hầu ở trên bề trên cao, còn dưới này thì họ độ dớt con cháu. Quý vị không có hiểu được là vừa tu đạo mà còn phải vừa dầm cơn mưa đời nhiễm trược mà độ cháu con, mà không phải dầm tầm thường đâu, dầm mưa đời nhiễm trược tầm tã. Mình đôi khi mình nhìn đường trần mình không hiểu, chứ người ta độ mình gian nan vô tận lắm, cái công tu mình gắng lên. Như một trường hợp nhỏ trong tất cả các trường hợp lớn khác là các cô các cậu mà được cho cửu gốc cửu huyền lớn cho về xác một thời gian, độ cái xác trần không nổi mà làm cái xác trần không có được tinh tấn, rồi cái xác trần mê đời, rồi phần căn theo kéo không nổi, rồi hư với đời theo luôn. Thành ra một thời gian cái bị phạt, nói chuyện không được. Cái phần căn đang bị chịu phạt đền cái lỗi xưa, rồi cái phần xác điên điên khùng khùng luôn. Bởi vì quý vị thấy một người nào mà cô cậu về ra mặt hút thuốc lá, uống cà phê, coi bói á, thời gian mà càng ngày càng phát triển, càng ngày càng tinh tấn, dòng tộc càng phát dương quang đại, là người ta đi đúng đường. Còn cái phần căn coi thời gian mà nói chuyện hết được, căn đi mất tiêu, cái xác trần khùng khùng là quý vị biết người ta nhiễm đời, người ta hư với đời, người ta về để kéo phần đời hướng về ánh đạo vàng, mà người ta kéo không nổi, mà người ta nhiễm theo đời luôn, người ta hư luôn, xác trần hư, phần căn cũng dớt không nổi, bị phạt. Đó là cái trường hợp không tốt. Còn cái trường hợp tốt á, thì người ta độ được cho cái xác trần con cháu được khỏe mạnh nè, hanh thông thuận lợi, trần gian được thăng tiến cơ đời, đường đạo pháp được đẹp tươi cơ đạo. Đó là một trong những cái trường hợp nhỏ mà Thanh Đồng có thể chia sẻ quý vị. Còn những trường hợp khác lớn hơn, ví dụ như gốc cửu huyền mình có ngôi căn ngôi tiên nè, cũng có ngôi thần, cũng có thể là quỷ thần, do người ta không đủ cái phước sanh thiên mà cũng không có bị cái tội nặng mà đọa đọa quỷ thì người ta làm quỷ thần. Thì những cái trường hợp đó Thanh Đồng không thể chia sẻ quý vị được, vì nói nhiều là lộ thiên cơ, bị phạt. Thanh Đồng chỉ có thể chia sẻ quý vị, nếu như mà mình có gốc căn cửu huyền thì thứ nhất mình phải tinh tấn tu hành sáng tối hầu tâu, để cho ở trên á, người ta nhận được ánh sáng đẹp vui, thì người ta mới độ cái xác phàm của mình được nhiều sự khỏe mạnh, âm dương chập nhau được hanh thuận trong dòng điện từ, rồi cơ đời mình được nhiều điều thuận tiến, cơ đạo mình được nhiều điều đẹp tươi, thì mình mới có được là xứng đáng được ông bà chiếu cố. Còn mình phụ tâm ý, phụ lòng người ta là mình cũng mang một cái tội. Sự phạt, sự thưởng thì tùy vào gốc tổ, khó hay dễ, nghiêm hay không, lớn hay nhỏ. Gốc tổ mà lớn quá thì người ta độ cho mình rất vượt trội, trở thành một nhân tố nổi bật
quan chức uy quyền. Còn gốc tổ mà hơi nhỏ nhỏ, người ta vẫn độ cho mình ấm sang. Nhưng mà đặc biệt á, những gốc cửu huyền nào mà có người ngồi ngôi chánh thần á quý vị, người ta rất khó. Thật sự bản thân Thanh Đồng trong cuộc sống tâm linh từng tiếp xúc, những trường hợp Thanh Đồng từng gặp cửu huyền mà có người ngồi ngôi thần rồi đó, cháu con mà hư là người ta phạt, người ta bắt đi hết, không có để sống giữa đời làm tội. Người ta bắt về đường âm bắt tu, thường là người ta quở cho bệnh rồi mất. Còn cửu huyền dễ thì cháu con vẫn hư thì người ta cũng không có nỡ phạt. Cái đó cũng giống như cha mẹ trần gian của mình vậy đó. Con hư thì có cha mẹ đánh, con hư thì có cha mẹ dạy, con hư có cha mẹ la, tùy mỗi người có cái cách đối xử khác nhau á. Nhưng mà theo Thanh Đồng thấy á, bản thân mình là một người có căn phần mà còn được, ví dụ như mình được các cô các cậu theo ngồi sát đi, thì mình phải cố gắng đừng hư giữa đời, đừng hư giữa đời. Cái thứ hai nữa là mình cố gắng mình tu hành, mình nhận được nhiều ánh sáng thì mình giải quẻ hay, mình giải quẻ hay mình tạo phước cho muôn dân bá tánh, thì gốc cửu huyền mình được, mình hồi chuyển cái hướng thiện đó, từ từ họ chuyển sanh về thắng cảnh cao hơn. Còn nếu mà mình hư giữa đời rồi, chẳng những mình bị phạt, mình bị bệnh, mình không tu, mình bị hành, thành ra mình còn bị điên điên khùng khùng nữa. Điên điên khùng khùng có thể là do bị căng hành, nhưng không phải ai điên điên khùng khùng cũng là do căng hành, có thể là do cái nghiệp người ta quá nặng. Điên nó có bốn loại điên. Cái loại thứ nhất á, là do đớn đau cuộc sống, trả nghiệp quá khứ. Cái loại thứ hai là cái loại do thề bậy nói bậy. Cái loại thứ ba là cái loại cái nghiệp đã bằng hạng bàn sanh. Cái loại thứ tư mới là bị căng hành quá rồi khùng. Quý vị nhớ ha, có bốn loại, không phải ai điên cũng là do căn hạnh, không phải ai điên cũng là do gốc cửu huyền soi chiếu đến. Đúng, khi mà gốc cửu huyền phóng ánh sáng soi chiếu đến thân mình gặp rất là nhiều cái trường hợp bị căng thẳng, bị áp bức, bị đè nén, bị khó chịu, đó là do cái gánh nặng đó nó quá lớn, mình không có đủ sức để giải tỏa. Mình buộc phải giải tỏa nó bằng phương pháp tu tập lại Phật, thiền định, cân bằng điện từ âm và dương.